Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, sau đây là chuyện về chiếc khăn tay của thầy Gerardo. Kể về các phép lạ của Gerardo thì cần có nhiều giờ, nhưng điều làm cho nhiều Kitô hữu ngày nay muốn chọn ngài làm đấng bảo trợ các bà mẹ và trẻ sơ sinh, trước tiên có lẽ bắt đầu từ câu chuyện sau. Chuyện về chiếc khăn tay của thầy Gerardo. Một lần kia, Gerardo đến thăm nhà của một người bạn, gia đình Piero Fallo. Khi ngài ra về thì một trong những cô con gái của gia đình này chạy theo để đưa chiếc khăn tay ngài bỏ quên. Trong một thoáng suy nghĩ, Gerardo nói với cô bé, hãy giữ lấy, ngày nào đó nó sẽ có ích cho con. Chiếc khăn được gia đình Piero Fallo cất giữ như một kỷ vật quý giá của Gerardo. Nhiều năm sau, cô bé năm xưa nhận chiếc khăn của Gerardo, gặp phải nguy hiểm chết người trong lúc sinh con. Trong lúc nguy cấp, cô chợt nhớ lại lời của thầy Gerardo và xin người nhà đi lấy chiếc khăn. Khi cô đặt chiếc khăn lên người, hầu như ngay tức thì cơn nguy hiểm qua đi và cô đã sinh con an toàn, khỏe mạnh. Câu chuyện trên được truyền tụng khắp nơi, từ bà mẹ này sang bà mẹ khác và nhiều người đã nhận được ơn từ chiếc khăn bỏ quên của Gerardo. Từ đó, các gia đình ở Oliver và Citra cố xin cho được một mẫu nhỏ của chiếc khăn trên để phòng khi hữu sự. Kết quả là chỉ có một mẫu nhỏ của chiếc khăn kỳ diệu trên còn lại khi Gerardo được phong hiển thánh vào ngày 11 tháng 12 năm 1904. Và câu chuyện về chiếc khăn tay của thánh Gerardo đã không dừng lại ở đó. Chắc chắn, chiếc khăn năm xưa không còn để chia cho mỗi người một mẫu nữa. Nhưng lòng tin vào lời chuyển cầu của thánh Gerardo cho các bà mẹ trong lúc khó khăn ngày càng tăng và lan tràn trên khắp thế giới. Kính thưa quý vị và anh chị em, cũng may quá, thỉnh thoảng lại có những phép lạ nhãn tiền ngay giữa thời đại mà người ta không còn tin vào Thiên Chúa. Cho các phép lạ là chuyện mê tín dị đoan. Một số người không ít đã được chữa lành mà các bác sĩ y khoa phải ngẩn ngơ, không tài nào giải thích nổi theo khoa học. Những con người ấy kể từ đó đã thay đổi hẳn đời sống, đặt trọn lòng tin vào Chúa Giêsu. Chúng tôi xin kể lại câu chuyện về cháu bé Nguyễn Diễm Hồng Ân ở Sài Gòn. Chuyện nóng hổi vì tính thời sự trong những ngày tháng giêng giáp Tết năm 2004, lúc ấy cả Việt Nam và thế giới đang dao động xôn xao về thảm họa dịch cúm gà tây, ra bệnh sạc, viêm phổi cấp. Câu chuyện cũng đã được nhiều tờ báo Sài Gòn đưa tin, nhưng chắc chắn không thể có được những chi tiết kỳ diệu mà chúng tôi góp nhặt được. Bé Maria Nguyễn Diễm Hồng Ân, lúc xảy ra biến cố đầu năm 2004, vừa tròn 8 tuổi, ở với bố mẹ tại Gò Vấp, gần một trại nuôi gà. Sau một tuần lễ ngày ngật bệnh, không ra bệnh, khỏe không ra khỏe, đột ngột sốt cao vào chiều 25 Tết, phải đưa đi cấp cứu vào Bệnh viện Nhi Đồng 2, Sài Gòn. Thính lễ cuối cùng vào lúc 16 giờ 30 phút Chủ nhật hôm ấy, vào ngày 18 tháng 1 năm 2004, bà Katarina Nguyễn Thị Hạnh, bà ngoại của cháu bé, người vẫn thường tình nguyện khiêng kiệu thánh Gerardo của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, chạy vào phòng thánh đúng lúc chúng tôi vừa mặc xong áo lễ, mếu máo xin chúng tôi cầu nguyện đặc biệt cho cháu, tai qua nạn khỏi. Vậy là ngay đầu lễ chúng tôi ngỏ lời cùng cộng đoàn tín hữu, xin hiệp thông cầu nguyện cho bé Hồng Ân, cũng như tất cả các cháu bé khác những ngày cận Tết này. Đáng lẽ phải được vui vầy giữa ông bà cha mẹ, với quà bánh, với áo mới, với tiền mừng tuổi, thì lại đang nằm mê man trên các giường bệnh, co quắp bên vỉa hè, lay lắc trong sân ga, lang thang trên đường phố với sắp vé số hoặc thùng gỗ đánh giày. Kính thưa quý vị và anh chị em, đến chiều mùng 2 Tết ngày 23 tháng 1 năm 2004, tức là 5 ngày sau đó, chúng tôi đang đi trong đoàn lên mục đồng tế theo sau kiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thì bà Hạnh tiến lại gần nói nhỏ thật nhanh, cha ơi, cháu ngoại của con được Chúa và mẹ, được Thánh Gerardo cứu sống rồi. Sau thánh lễ,
đông người quá, lại lu bu, chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm sau lên thăm trại phong trên Buôn Ma Thuột. Chúng tôi không kịp lại bà Hạnh để hỏi thêm chi tiết, chỉ yên tâm rằng cháu bé đã có mẹ Hằng cứu giúp và Thánh Gerardo lo liệu mọi sự. Mãi chiều thứ Sáu, ngày 6 tháng 2, khi ra nhà nguyện xóm 7 thuộc giáo xứ Đức Mẹ Hằng cứu giúp để dâng lễ, chúng tôi lại bị bà Hạnh níu lấy mà nghẹn ngào, nhưng lần này là khóc trong niềm vui. Cha ơi, cháu đã qua khỏi rồi. Bà còn kể lễ chi tiết. Hôm mùng 2 Tết, mẫu máu của cháu Hồng Ân gửi sang Mỹ xét nghiệm đã có kết quả là bị lây nhiễm virus cúm gà. Bé được chuyển sang bệnh viện nhiệt đới. 8 bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng, 2 vị từ Hoa Kỳ bay sang, 2 vị từ Hồng Kông bay đến, 2 vị từ Hà Nội bay vào hợp với 2 vị tại Sài Gòn, cùng hội chẩn khẩn cấp và quyết định ngay một phác đồ chữa trị chỉ mang tính thăm dò. Không ngờ cơn sốt giảm nhanh, dấu hiệu hồi sinh thấy rõ như một phép lạ. Cả bệnh viện đều trầm trồ kinh ngạc. Chúng tôi tò mò hỏi thêm, do đâu mà cháu bé lại được chọn tên là Hồng Ân? Bà Hành bảo, dạ mẹ của cháu có thai được 9 tháng. Bác sĩ siêu âm báo là thai nhi nằm ngược. Bác sĩ hồi sinh tìm cách xoay mãi mà không được. Đến khi quyết định phải mổ thì cháu bé lại chào đời xuôi lọt bình an. Cả ekip phòng mổ ngẩn ngơ, không hiểu duyên do. Chỉ có gia đình cháu mới hiểu rõ. Tất cả là nhờ chiếc khăn Thánh Gerardo do bà Hạnh sốt sắng đem ngay vào, vừa đặt lên bụng thai phụ, vừa khẩn cầu ông Thánh chuyên bảo trợ cho các bà mẹ và trẻ em. Mẹ tròn con vuông, cả nhà đồng tình chọn tên cho cháu là Hồng Ân, để ghi nhớ mà tạ ơn Thiên Chúa, mà biết ơn ông Thánh Gerardo. Vẫn chưa hết chuyện, nhân nhắc đến sự tích Thánh Gerardo, bà Hạnh nhớ thêm một chi tiết. Hôm cháu bé được hội chẩn, bà lại sốt sắng mang một mẫu ảnh nhỏ xíu của Thánh Gerardo vào bệnh viện. Nhưng vì cháu bé nằm trần trụi, dây nhợ cấp cứu quấn đầy người, không biết gài kim băng vào đâu, đành đặt luôn vào mâm thuốc trên chiếc bàn nhỏ đầu giường. 8 vị bác sĩ đến quay xung quanh hội chẩn rất lâu. Đến khi về rồi, người nhà mới lại được vào thì ngạc nhiên thấy mẫu ảnh ông Thánh được cài ngay trên gối nằm của bé. Hỏi các cô y tá, không ai nhận. Có người đoán rằng một vị nào đó trong 8 bác sĩ đã tự tay cài cho bé. Thì ra đó là một cô bác sĩ công giáo, người Mỹ gốc Việt, một trong 2 vị bác sĩ chuyên khoa xuất sắc từ Hoa Kỳ được gửi sang hỗ trợ. Chị cũng là người họ hàng của cha Phạm Trung Thành, dòng Chúa Cứu Thế. Sau đó thì cháu bé đã hoàn toàn bình phục, nói cười líu lo với bố mẹ ông bà. Bệnh viện khuyên cứ để nằm lại thêm một thời gian để được chăm sóc chu đáo hơn. Và đến ngày thứ Bảy, ngày 7 tháng 2 năm 2004, chúng tôi lại được ra dâng lễ tại nhà nguyện xóm 7. Gia đình xin một thánh lễ tạ ơn. Toàn bộ câu chuyện được chia sẻ cho cộng đoàn cùng hiệp thông niềm vui, cũng là niềm xác tín vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Bây giờ, hễ cứ nhìn cháu Hồng Ân mạnh khỏe, lớn nhanh như thổi, lại ngoan ngoãn đạo đức, gia đình cháu, cả bà ngoại, cả bố mẹ, cả dòng họ lại tấm tắc tạ ơn Đức Mẹ, mang ơn Thánh Gerardo cầu bầu cùng Chúa Giêsu, để rồi bảo nhau sống thật đàng hoàng cho xứng đáng với Hồng Ân Chúa đã ban. Trích một bài viết về Thánh Gerardo từ năm 2005, Linh Mục Giuse Lê Quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế.